Chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay em có mặt tại dòng sông và buổi trưa em chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây là một chiếc xà lan các bạn, xà lan ở cái này ở Bà Rịa Tàu các bạn, rất là lớn luôn các bạn. Xà lan này đang chở hàng container đang chạy hướng về Cập Kỳ Hôn các bạn. Xà lan này rất là lớn luôn. Xà lan này chắc chiều dài được tới 6 thùng các bạn. Rất là lớn luôn. Và xà lan này để chắc thùng container cabin thì sao rất là ngắn rồi các bạn. Thì ngang được 5 thùng. Xà lan này rất là lớn các bạn. Chiếc xà lan này của Long An các bạn. Xà lan này cũng chở hàng container mà xà lan này chạy rất là lẹ luôn. Xà lan này năm 2022 các bạn. Nước lớn rất là thuận luôn cho xà lan các bạn. Xà lan này rất là lớn luôn. Và xà lan rất là lớn luôn các bạn. Chở năm chiều dài 5 thùng rất là. Thường thường những xà lan của Phước Long mình chở hàng rất là lớn các bạn. Và hàng những xà lan lớn này là của Phước Long này, của Sài Gòn các bạn. Một chiếc xà lan chở hàng thô đang lấy hàng về các bạn, đang chạy trên dòng sông Chợ Gạo em, và bây giờ về cầu Rạch Miễu các bạn. Xà lan này của Đồng Tháp các bạn. Phun nước dưới hầm bơm lên rất là mạnh các bạn. Chạy rất là lẹ luôn. À, đây có một chiếc xà lan này của Tiền Giang các bạn, chạy rất là lẹ luôn.
Trên dòng sông này rất là nhiều xà lan loại này đựng hàng khô các bạn, không những thon nó sẽ che những lúc trời mưa các bạn. Xà lan này đóng cũng lâu các bạn, 2003 các bạn. Đây có một chiếc ghe với bằng cây. Có một chiếc ghe các bạn ở miền Tây, em lội ghe này chạy cũng rất là lẹ các bạn. Có một chiếc xà lan các bạn, xà lan này của Tiền Giang các bạn. Xà lan này mới đóng 2016 các bạn. Chạy máy rất là im luôn. Vào nước lớn những chiếc xà lan chạy rất là lẹ các bạn, chạy thuận nước cho nên rất là lẹ luôn. Cái ghế hơi tối, trời chỉ mưa, trời mưa râm râm các bạn. Xà lan này của An Giang các bạn, đóng 2008 các bạn. Một chiếc xà lan xanh đang chạy về Bến Tre các bạn. Này, trời mưa quá các bạn ơi. Xà lan là rất là lớn, mực nước thứ 36 luôn các bạn. Xà lan ở Sài Gòn các bạn. Xà lan này đóng 2016 các bạn. Đây có một chiếc ghe chạy rất là lẹ luôn các bạn. Ghe chạy sấy nước luôn. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hoàng Hạnh miền Tây.